đang chờ mong một ngày mai sáng tươi trong lòng. Quên đi bao sầu lo chẳng còn vương vấn bao mơ mộng. Ai ơi đi về đâu để tìm hạnh phúc cho riêng mình. Sống cho ngày mai, dẫu cuộc đời kia có nhiều ngàn trái nhưng không thở dài, nó ta không thở dài. Ta không đòi hỏi những thứ quá xa hoa, sống cho hôm nay chứ không sống qua loa. Những lời chê bai bla bla bla, ta khẽ như hàm răng cười ha ha ha. Lên rồi chứ. Bao lâu anh? Lâu lắm. Là khi nào? Mới ngày hôm qua. Là anh mơ. Anh mơ anh thấy ở trên đó một thời gian dài rồi. Thôi đi anh ơi, em nói anh Bảy nghe nè. Thật ra anh Bảy cũng trẻ tuổi mà. Cỡ như anh á, lên thành phố lập nghiệp đi. Biết đâu cuộc đời của anh sang một trang mới. Hả? Đúng. Người ta thường nói mà, người thay đổi thì đời nó sẽ thay đổi. Đúng. Nhưng mà cái sướng của em thấy á, là cái sướng gì đó. Chứ còn anh, anh sướng trong này nè. Anh thôi đi, ở dưới quê mới chán nè. Toàn là dậy sớm, ngủ sớm không à. Em phải lắng lòng mình lại, em mới cảm nhận được không gian nơi này. Em thấy không, gặp em, anh vui dữ lắm. Anh đang vui nè. Anh bắt đầu cười rồi đó. Mày thấy nụ cười của anh chưa? Anh cười lớn hơn rồi đó. Anh đang cười lớn rồi đó em. Thấy anh cười em chết liền á. Vậy thì bây giờ em lắng lòng mình lại đi. Em sẽ thấy được anh cười. Anh cười một cách rất là lớn. Và giọng cười của anh sẽ vang vọng núi rừng. Anh cười chưa? Anh đang cười lớn lắm rồi đó. Vui ghê không? Hình như cô làng này bất ổn quá. Không đâu em, ngồi yên đó đi. Làng này không có gì bất ổn hết. Chỉ có điều là mọi người luôn welcome em đến với làng này. Giờ là em cười ha? Không, anh đang khóc đó. Anh đang khóc. Bất ổn thiệt rồi. Thôi em về trước nha. Thôi, về làm chi và về làm gì. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Anh sẽ dẫn em, anh sẽ giới thiệu cho em tất cả những người trong khu làng này. Họ là những người rất là đáng yêu và dễ thương. À, dạ thôi không cần đâu anh. Em quen hết rồi, em quen hết rồi. Em quen nhưng mà họ không biết em là ai đó. Anh giới thiệu cho, làng mình vui lắm ha. Dạ không cần đâu anh, dạ không cần đâu anh. Cần mà. Dạ, thôi được không phải. Làng mình dễ thương lắm. Em biết tên làng mình làng gì không? Làng mình là làng bất ổn. Chỉ có anh thôi. Anh là người ổn nhất cái làng này. Cho nên anh sẽ mời em đến với làng bất ổn. Đi em à. Bye bye cu con. Đi nè. Đâu 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 đâu. Đây nè, tới rồi. Trời ơi. Trời ơi là trời. Trời ơi hôm nay ông Cẩm Thạch, ông chơi lớn thiệt ông nội ơi. Gì chơi lớn gì? Trời ơi, mướn nguyên chiếc ghe chở tôi đi. Quán đặc biệt lắm đúng không? Đường sông là quán đặc biệt lắm. Lên ghe, lên ghe. Lên đi mà. Quán lạ, quán lạ. Trời ơi, bậy gì? Quán bạn không à? Đi đâu với ghe của người ta đó xuống người ta quánh sang dịch. Ủa sao cái ghe, tôi tưởng cái ghe ông đậu đây là để cho tôi. Đây nè. Cái gì vậy? Ủa, xuống đây. Ông nói ông dẫn tôi đi nhậu mà. Không có. Đi nhậu bằng ghe chứ. Không, không. Bây giờ không có cái quán đặc biệt nữa. Sao vậy? Chỉ có cái chỗ này đặc biệt nhất nè. Trời ơi, ông giỡn với tôi hả ông Thạch? Trời ơi, tôi nôn nao từ chiều đến giờ. Tôi nói là thế nào ông Thạch cũng dẫn tôi đi nhậu một cái quán thật là đặc biệt. Vô thấy một cái nguyên cái chiếc ghe là tôi khoái rồi. Quán trên sông, quán trên sông. Nè, cái này là sao? Cái này là sao? Ồ,
không phải, thì tính là vẫn là cái quán đặc biệt đó. Ừ. Nhưng mà nó ngặt nổi cái là cái quán đó nó không có cho bán thiếu. Ủa, nói vậy rủ tôi đi nhậu là tiền đâu? Không có tiền hả? Bữa nay kẹt. Trời ơi, tôi khổ ông quá đi. Bữa nay thôi nha, chứ mai mốt mà không có đâu. Tại lâu lâu là phải kẹt vậy thôi. Bữa hồi nãy là tính chơi lớn luôn đó. Rồi sao? Tính chơi lớn là cài tủ tiền của ông già luôn. Trời ơi. Rồi được không? Được không? Không. Bị vợ nó phát hiện. Trời ơi, khổ ông ghê á. Thì anh em mình đi nhậu cái gì mà không được. Tại vì ông hứa ông dẫn tôi đi một chỗ đặc biệt, tôi mới nôn nao. Thì mà vậy nào mấy cái quán ở đây có là... tiền thì chơi, còn không có tiền thì thôi. Anh em mình nhậu quán cốc, quán ổi hay là nhậu chiếu thì cũng được. Mắc mớ gì tự nhiên cậy tủ ông già làm vậy là chú ba chú biết được là chết luôn á. Bởi vì người ta nói là tẩu phùng tri kỷ thiên vô thiểu là vậy đó. À, câu này hay lắm nè. Câu này thấm thía đó. Bạn hiểu ý rồi. Chiến ngủ là chơi cỡ nào cũng chơi nhá. Nó nghe là chiến ngủ. Hổng rài tôi nói là chắc phải nửa tháng, một tuần nửa tháng rồi. Ngày nào chiến hữu cũng rủ tôi đi nhậu. Ngày nào chiến hữu cũng lo mồi màng cho tôi. Rất là thân với tôi và lo lắng cho tôi. Không biết chiến hữu có ý đồ gì không? Vậy có ý đồ gì đâu. Xạo, bữa trước là hỏi tôi rồi. Không có, tại vì tự thấy bạn ở trên thành phố về rồi mến vậy đó mà. Rồi sao? Với lại cũng muốn tìm hiểu ở trên thành phố coi có cái gì nó đặc biệt hơn dưới quê không vậy đó thôi. Đúng không? Tại vì tôi chưa có lên thành phố cho nên cũng muốn tìm hiểu rồi mà. Nè, nói thiệt cho tôi biết đi. Hả? Muốn cái gì đó trên thành phố đúng không? Có muốn gì đâu. Nói nghe nè, trên thành phố rất là nhiều thứ, nhiều cái để cho anh phải tìm tòi, anh phải thích. Ủa, ngồi đi. Thôi vậy đi, mỏi chân quá. Thứ nhất, trên thành phố mình muốn đi lên đó là mình phải có tiền. Đúng rồi, đúng rồi. Có tiền mua tiên cũng được. Trên thành phố không có tiền là không làm được gì hết. Tôi có tiền, tôi lên thành phố, tôi quậy banh đốc luôn, tôi quậy banh thành phố luôn chứ. Trời ơi, giờ không có tiền mà đòi nói. Mình muốn có tiền là phải gì? Phải kinh doanh. Phải đầu tư. Kinh doanh gì? Thì kinh doanh đầu tư mới có tiền, mới đi đấy được chứ, mới đi chơi được chứ. Bữa nghe nói cái gì đó chứng khoán chứ gì đó biết. Ê, cái vụ đó là hơi bị ngon nha. Đầu tư chút xíu thôi, lên lời một khúc cực kỳ ngon luôn. Tôi mà có tiền hả, tôi là tôi chơi hết cái đó luôn. Tại giờ tôi đang bị lên voi xuống chó thôi, tiền bạc không có đâu, ra tôi không chơi được. Mà mỗi lần mà tôi thấy là tôi máu dữ lắm luôn á. Phải không? Thiệt, phải có tiền mình mới lên Sài Gòn chơi được chứ. Có tiền mới được hả? Đúng rồi. Mà cái đó lời dữ lắm hả? Lời dữ lắm á. Ngon cơm luôn, mới ngủ một cái sáng dậy là có vài trăm triệu như chơi luôn. Mặt vàng quá. Không, tôi tưởng tượng trời ơi, tôi mà chơi chứng khoán mà lời gấp, thí dụ đầu tư 1 tỷ đi, lời gấp 10 lần cái mình có 10 tỷ. Cái 10 tỷ đó cái mình đầu tư tiếp cái nó lời 100 tỷ. Trời. Quá đã luôn rồi. Cái này là cầm số tiền lên Sài Gòn là chơi là ví vú. Ai biết được gì trong trái ổi. Nhưng mà thua cũng chết lắm á. Thôi, có gì đâu, chị nhỏ. Có chơi phải có chịu chứ. Đúng rồi đó. Cái gì? Bây giờ có cái chỗ này. Để đền đáp lại cái tình của bạn đối với tôi. Ý là nãy giờ tôi tư vấn cho chuẩn bị chơi cái cú này đúng không? Là ông quyết định ông kiếm vốn để ông chơi, ông đầu tư để ông lên Sài Gòn ông cho biết đúng không? Trời ơi, đang Sài Gòn gì? Thành đại gia luôn. Wow, ngon. được á. Cái gì? Đi massage đi cho nó khỏe. Massage hả? Thôi đi massage. Ê, chỗ này tôi thiếu được mối. Thôi, lớn rồi với lại ly dị vợ, ba cái vụ massage mắt gần này không thích lâu. Không thích. Thôi, không có sao đâu. Thôi không có gì đâu, lâu lâu mình cũng phải kêu bằng cái gì, xả gì đó. Xả chết. Xả chết. Thôi. Thật ra là có nói trên trời trên Sài Gòn nhiều lắm mà tại vì tôi không thích tôi không đi thôi. Không phải tôi massage cho bạn nha. Ê, cái này là không được nha. Đừng có nói với tôi
là yêu tôi nha. Bậy trời ơi tại đây mến quá không biết thể hiện bằng cách nào vậy thôi. Vậy hả? Chứ không có đâu à. Ở đây vậy không có à. Vậy thì tình bạn mới chi kỷ được chứ. Pháp ơi, Pháp, tôi đây nè. Ô, Pháp, Pháp đâu? Đây nè, có chuyện gì vậy? Ơi. Khoan, từ từ tôi đi lên hãy nói chuyện với cha nội. Tôi muốn xuống sông, tôi nhận ông xuống dưới luôn quá. Ông vô duyên quá, đang làm việc đừng nói tầm bậy bạ nha, té xuống sông thấy bà đó cha nội. Ây da, vụ gì? Ông thền tôi đi. Thền cái gì? Ông thền tôi đi. Mà cái vụ gì mới được chứ? Thì cái vụ chứng khoán đó. Chứng khoán sao thền? Chứng khoán ông kêu tôi chơi, ông nói là chắc ăn dữ lắm. Bây giờ tôi chơi mở lên nó đỏ rực chết queo rồi, bao nhiêu tiền của tôi trong đó. Ủa ngày hôm qua tôi thấy nó lên mà, nó tăng mà. Hôm qua nó tăng nhưng mà bữa nay tôi tăng, nhưng mà tôi tăng xong. Tăng là tăng xong máu. Tôi tưởng ông tăng là ông vô tiền là ông ngon rồi chứ. Trời ơi nó đỏ rực hết trơn rồi. Người ta nói là đen tình đỏ bạc. Mà tôi cái gì đen tình cũng đen mà tiền cũng đen. Ông tính đi. Thì hên xui thôi. Xui gì? Chứ ông nghĩ sao? Tự nhiên rồi ông thua rồi ông chạy qua đây ông đòi thền tôi. Nè tôi nói cho ông biết nha, tiền ông cũng tự nạp nè, đầu tư ông cũng đầu tư nè. Lúc mà ông ăn á, lúc mà nó tăng á, ông bỏ tiền vô túi ông có chia tôi không? Ông không hề chia tôi nha, thì thua ông phải chịu chứ. Không, nhưng mà tại vì ông xúi tôi mới quýnh mạnh vậy. Chứ còn tôi đâu có quýnh mạnh vậy. Trời ơi, xúi gì? Thì tôi chỉ là suy đoán là nó sẽ tăng thì tôi mới kêu ông mua cái đó. Ai biểu ông cũng tin lời tôi. Ông nghĩ là cái đó tăng ông mới mua chứ ngu gì ông mua. Bữa nay ông mới nói suy đoán nè, chứ hôm qua ông có nói suy đoán đâu. Có. Ông nói chắc chắn là tăng. Thì chắc chắn nhưng mà cái lúc tăng lúc giảm sao người ta biết được. Không, bây giờ ông tính sao với tôi đi chứ. Nè, đừng có nằm giả ở đây nha. Nằm giả gì? Gì đâu mà ta đi từ xa mà hai thằng ở đây gây lộn nguyên cái sống nghe hết trơn là sao? Chú Tư. Gì? Bây giờ có chú ở đây nè. Chú giải quyết con đi. Điều gì vậy? Chú qua đây đứng đi, con mở cổ quá. Đây nè, Pháp nè. Suối còn chơi cái gì mà chứng khoán. Chứng khoán đó. Đó, bây giờ là chứng khoán bây giờ nó thua, nó lỗ. Bây giờ tiền đâu mà con trả đây. Sao mà con kỳ vậy? Con là người thành phố rồi, con rành sao mà không tự chơi đi mà xúi thằng nhỏ chơi như giờ nhỏ thua banh chành hết trơn trời. Trời ơi, chú đại ơi, chú thử nghĩ coi, con thì con chỉ tư vấn thôi, con suy đoán là nó sẽ tăng. Thì cái lúc nó tăng, cái lúc nó giảm chứ làm sao con biết được. Còn mày cũng ham tiền nữa. Thì phải hỏi kỹ coi cái này chơi sao, chơi nó có chắc ăn hay không, hay là lời ít hay lời nhiều. Mày nghe nó nói lời cho cố rồi mày vô mày sẵn mày ăn cho lấy tiền nhà mày đút vô hết. Rồi mới hết giờ mày nó banh chành chơi rồi la cho ai. Đúng rồi. Bây giờ con hỏi chú là tiền chú ham không? Tiền ham không ham? Tiền ham. Ông nghe ông nói nó ngon nó ngọt quá mà. Ông nói chắc chắn. Nè tôi nói cho ông nghe nha, nếu mà tôi chắc chắn được là lúc nào nó cũng lên cũng tăng hết á, tôi đầu tư vô, tôi đâu có nghèo vậy. Đâu có đi làm mướn vậy đâu. Trời ơi, thì chú nói là nó biết chơi thì dù cái mày cũng có lỗi phần trong này nữa. Mà mày cũng ngu nữa. Nó biết nó cách chơi, cái lời xuống nó biết cách. Còn mày không biết mà chọn vô, hết tiền là phải thôi. Không, bây giờ con biết con thua rồi, chú đền cho con đi. Ủa, như vậy kỳ vậy? Lúc mà ông... Tao đợi cho mày. Cảm ơn ơi. Trời đất ơi, ông ở đây hả? Ông có biết là tôi đi kiếm ông từ nãy giờ không? Kiếm tôi chi? Trời ơi, tía kiếm ông ở nhà kìa. Nghĩ sao vậy hả? Tía biết hết chuyện ông lấy tiền ông đi đầu tư ba cái gì. Trời ơi, khi nào ông chết thì tía nha coi. Trời ơi, tía biết hết rồi hả? Biết hết rồi. Lỗi là do mày hết trơn á. Nữa cái gì vậy cha nội? Chú đền con đi. Mày, giờ mày nói chơi cho mày bắt tao đền. Sao chú mà? Trời ơi, mày lỗi mày tự giải quyết cái chuyện mày đi. Mà ông ba đồng mà ông nghe là mày ông dặn cổ mày luôn đó. Mình ơi, mình về cho anh gửi lời nhắn với tía. Nhắn gì? Cho anh xin lỗi tía. Kiếp sau anh sẽ làm con tía lại. Kiếp sau anh sẽ làm chồng của mình lại. Bây giờ anh phải đi đi. Anh phải đi đây. Anh lên chùa để sám hối tội lỗi của mình. Tôi kể người nghe. Cuộc đời cẩm thạch một cuộc đời cay đắng. Thằng này mới lên chùa chắc chùa giải tỏa luôn á. Trời ơi, nó quậy quá mà chỗ nào chịu nói. Còn mày nữa, lớn đầu rồi, kiến thức có thì mình tự chơi đi. Nó là ở dưới quê, nó có biết gì đâu mà dụng nó chơi, chơi gì nó thua, giờ nó bắn vô mày đâu.
chú đừng có nói vậy, con có dụ ổng đâu, con chỉ tư vấn cho ổng thôi. Thì tất nhiên con không có dụ, tiện nó tự nó chơi. Nhưng đúng mà rồi, thà là nó đừng có biết. Con nói chuyện cho nó ham, nó chơi gì nó thua, nó đổi thừa mà, thấy chưa? Trời, coi suy đoán thôi mà, lúc tăng lúc giảm chứ làm sao con biết được ổng. Thôi đơn giản thì tao nói vòng vòng cho mạnh luôn. Nè, lại xuống nó mà tưới hết mấy cái clip rau cho chú đi rồi chiều về ăn cơm. Còn nếu mày không tưới xong cái này tao thấy không, không có ướt mấy cái clip rau nha. Kìa mày về mày nhịn đói bạn mình mày đi. Nè, nè, chú. Gì vô duyên vậy trời?